Sách Thi Thiên, chương 78. Đức Chúa Trời thành tín, dù dân Ngài bất trung. Hỡi dân ta, hãy lắng tai nghe lời khuyên dạy của ta, hãy nghiêng tai nghe lời của miệng ta. Ta sẽ mở miệng nói bằng ẩn dụ, giải bày những huyền nhiệm từ đời xưa, là những điều chúng ta đã nghe biết và tổ phụ đã thuật lại cho chúng ta. Chúng ta sẽ chẳng giấu các điều ấy với con cháu chúng ta, nhưng sẽ thuật lại cho thế hệ tương lai. Vinh quang của Đức Giê-hô-va cùng quyền năng Ngài và các phép màu mà Ngài đã làm. Ngài đã lập chứng ước với Gia-cốp, định luật pháp trong Israel và truyền lệnh cho tổ phụ chúng ta phải dạy lại cho con cháu mình, để thế hệ tương lai, tức là con cháu sẽ được sinh ra, biết những điều đó. Và đến lượt họ, họ sẽ truyền lại cho con cháu mình, hầu cho con cháu họ để lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, không quên các công việc Ngài, nhưng gìn giữ các điều răn của Ngài, và để họ không giống như tổ phụ họ, là một thế hệ ương ngạnh và nổi loạn, một thế hệ không có lòng kiên định và không có tinh thần trung tín với Đức Chúa Trời. Con cháu Ephraim được trang bị bằng cung tên, nhưng lại quay lưng trong ngày chiến trận. Họ không gìn giữ giao ước của Đức Chúa Trời, cũng khước từ tuân theo luật pháp của Ngài. Họ quên những việc mà Ngài đã làm và các phép màu mà Ngài đã bày tỏ cho họ. Tại Ai Cập, nơi cánh đồng Xô-an, Ngài làm những phép lạ trước mặt tổ phụ họ. Ngài rẽ biển ra và cho họ đi ngang qua đó, khiến nước dựng nên thành đống. Ngài dẫn dắt họ ban ngày bằng áng mây và ban đêm bằng ánh lửa. Ngài chẻ vần đá ra trong hoang mạc và cho họ uống nước thỏa thích như từ vực sâu. Ngài cũng khiến dòng suối từ vần đá phun ra và làm cho nước tuôn chảy như dòng sông. Dù vậy, họ cứ phạm tội với Ngài, phản nghịch cùng đấng chí cao trong hoang mạc. Họ cố tình thử thách Đức Chúa Trời, đòi bằng được thức ăn mà mình thích. Họ nói nghịch lại Đức Chúa Trời rằng, Đức Chúa Trời có thể dọn bàn trong hoang mạc được sao? Dù Ngài đã đập vần đá, cho nước phun ra thành suối, liệu Ngài có thể ban bánh và cung cấp thịt cho dân Ngài được chăng? Nghe vậy, Đức Giê-hô-va liền nổi giận, một ngọn lửa thiêu đốt Gia-cốp, và cơn giận nổi lên cùng Israel, vì họ không tin Đức Chúa Trời, cũng chẳng nhờ cậy sự cứu rỗi của Ngài. Tuy nhiên, Ngài truyền cho các tầng mây trên cao và mở các cửa trên trời, ban mưa mana xuống cho họ ăn và ban cho họ lương thực từ trời. Người phàm được ăn bánh của thiên sứ, Ngài cung cấp cho họ thức ăn dồi dào từ trời. Ngài khiến gió đông thổi tới, dùng quyền năng dẫn gió nam về. Ngài đổ cơn mưa thịt trên họ nhiều như bụi, và chim bay đến nhiều như cát biển. Ngài khiến các vật đó rơi xuống giữa trại quân, chung quanh nơi ở của họ. Như vậy, họ được ăn no nê thỏa thích. Ngài ban cho họ điều họ thèm muốn. Nhưng trước khi họ thỏa cơn thèm muốn, thức ăn vẫn còn trong miệng họ, thì cơn giận của Đức Chúa Trời nổi lên cùng họ. Ngài giết những kẻ mập mạnh hơn hết, đánh hạ những người trai trẻ của Israel. Dù đến thế, họ vẫn còn phạm tội, không tin các phép màu của Ngài. Vì thế, Ngài làm cho các ngày của họ tiêu tan như hơi thở, năm tháng của họ kết thúc trong kinh hoàng. Khi Ngài đánh giết họ, họ mới cầu hỏi Ngài. Họ trở lại và hết lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời. Họ nhớ lại rằng Đức Chúa Trời là vần đá của họ, Đức Chúa Trời chí cao là đấng cứu chuộc mình. Nhưng họ lấy miệng tâng bốc Chúa, dùng lưỡi dối gạt Ngài. Lòng họ chẳng khăng khít với Ngài, họ cũng không trung tín trong giao ước với Ngài. Nhưng vì lòng thương xót, Ngài tha thứ tội ác và chẳng hủy diệt họ. Nhiều khi Ngài phải nén cơn giận, không nổi giận lôi đình. Ngài nhớ lại rằng họ chỉ là xác thịt, một hơi thở thoáng qua không trở lại. Đã bao lần họ phản loạn cùng Ngài trong sa mạc,
và làm buồn lòng Ngài giữa chốn hoang vu. Họ cứ tái diễn việc thử thách Đức Chúa Trời, làm tổn thương Đấng Thánh của Israel. Họ không nhớ đến quyền năng của Ngài trong ngày Ngài giải cứu họ khỏi kẻ thù, là khi Ngài làm các dấu lạ tại Ai Cập và những phép màu trong cánh đồng Soan. Ngài biến các sông của chúng thành máu, các dòng nước ấy không thể uống được. Ngài sai mũi mồng cắn nuốt chúng và ếch nhái tàn hại chúng. Ngài phó hoa lợi chúng cho châu chấu, giao sản vật chúng cho cào cào. Ngài phá vườn nho chúng bằng mưa đá, hủy vườn sung của chúng bằng tuyết giá. Ngài phó đàn gia súc của chúng cho mưa đá, giao bầy chiên chúng cho sấm sét. Ngài trút trên chúng lửa giận dữ, cơn thịnh nộ, sự rủa xả và tai ương, tức là cả một đoàn thiên sứ hủy diệt được sai đến. Ngài mở lối cho cơn giận của Ngài, chẳng dung tha chúng khỏi sự chết, nhưng phó mạng sống chúng cho dịch bệnh. Ngài đánh giết mọi con đầu lòng Ai Cập, tức là tinh hoa của sức lực trong các trại của cham. Rồi Ngài đem dân Ngài ra như con chiên, dẫn dắt họ trong hoang mạc như một bầy chiên. Ngài dẫn đưa họ an toàn, họ không lo sợ gì, nhưng biển vùi lấp những kẻ thù của họ. Ngài đưa họ đến bờ cõi thánh của Ngài, tức là đến núi mà tay phải Ngài đã tạo ra. Ngài cũng đuổi các dân ngoại bang khỏi họ, bắt thăm chia đất làm sản nghiệp, đưa các bộ tộc Israel vào ở trong trại của các dân ấy. Dù vậy, họ vẫn thử thách và phản loạn với Đức Chúa Trời chí cao, không tuân giữ các chứng ước của Ngài. Nhưng họ tráo trở và bất trung như tổ phụ mình, họ quanh co như cây cung sai lệch. Họ chọc giận Chúa vì các nơi cao, khiến Ngài nổi giận vì những tượng chạm. Nghe điều ấy, Đức Chúa Trời nổi giận, Ngài nhất quyết từ bỏ Israel. Ngài lìa bỏ đền tạm tại Silo, tức là lều trại, nơi Ngài ngự giữa loài người. Sức lực Ngài bị phó cho lưu đày, vinh hiển Ngài bị giao vào tay kẻ thù. Ngài cũng phó dân Ngài cho gươm giáo và nổi giận với cơn nghiệp mình. Lửa thiêu nuốt những chàng trai của họ, các cô gái không còn được nghe hát mừng hôn lễ. Các thầy tế lễ gục ngã vì gươm, nhưng các góa phụ không thể khóc than. Bây giờ, Chúa như người thức dậy từ giấc ngủ, như dũng sĩ say men chiến thắng. Ngài đánh cho kẻ thù phải quay lưng bỏ chạy, làm cho chúng bị sỉ nhục đời đời. Rồi Ngài từ bỏ trại Joseph, cũng chẳng chọn bộ tộc Ephraim, nhưng chọn bộ tộc Juda, là núi Siôn mà Ngài yêu mến. Ngài xây đền thánh như nhà trên trời, như trái đất mà Ngài đã vững lập đời đời. Ngài cũng chọn David làm đầy tớ Ngài, bắt ông từ các chuồng chiên. Ngài đem ông ra khỏi đàn chiên còn bú, để ông chăn giữ gia cớp là dân Ngài và Israel là cơn nghiệp Ngài. Ông chăn giữ họ với tấm lòng liêm chính, dẫn dắt họ bằng đôi tay khéo léo. Sách Hebrew chương 12. Kiên trì theo gương Đức Chúa Giêsu. Cho nên, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây quanh như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên vứt bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương mà kiên trì theo đuổi cuộc đua đã bày ra cho chúng ta. Hãy nhìn xem Đức Chúa Giêsu, đấng khởi nguyên và hoàn tất của đức tin, là đấng vì niềm vui đặt trước mặt mình, vua chịu thập tự giá, khinh điều sỉ nhục và hiện đang ngồi bên phải ngay Đức Chúa Trời. Vậy, anh em hãy nghĩ đến đấng đã chịu sự chống đối của những kẻ tội lỗi dường ấy để không chán nản hay ngã lòng. Mục đích của sự sửa phạt. Anh em chống cự với tội lỗi còn chưa đến nỗi phải đổ máu. Anh em đã quên lời khuyên dành cho anh em như khuyên con rằng: Hỡi con ta, chớ xem thường sự sửa phạt của Chúa, và khi Chúa khiển trách, chớ ngã lòng. Vì Chúa sửa phạt người Ngài yêu thương, những ai được nhận làm con thì Ngài cho roi cho vọt.
anh em chịu sửa phạt. Ấy là Đức Chúa Trời đối đãi anh em như con. Vì có người con nào mà cha không sửa phạt? Nhưng nếu anh em không chịu sửa phạt như mọi người con đều phải chịu, thì anh em là con ngoại tình, chứ không phải con thật. Hơn nữa, cha về phần xác, sửa phạt mà chúng ta còn kính sợ. Huống chi cha về phần hồn, chúng ta lại chẳng thuận phục mọi phần hơn để được sống hay sao? Vì cha về phần xác theo ý mình sửa phạt chúng ta tạm thời, nhưng Đức Chúa Trời vì ích lợi cho chúng ta mà sửa phạt, để chúng ta được dự phần trong sự thánh khiết của Ngài. Tất cả sự sửa phạt lúc này dường như chỉ làm cho đau đớn, chứ không phải là vui mừng. Nhưng về sau, sinh ra bông trái công chính và bình an cho những người đã chịu luyện tập như vậy. Dạy dỗ và cảnh cáo. Vậy, hãy giơ bàn tay yếu đuối của anh em lên và làm vững mạnh đầu gối lỏng lẻo nữa. Hãy làm đường thẳng cho chân anh em, để người què khỏi bị trẹo chân mà lại được chữa lành. Hãy tìm cách sống hòa thuận với mọi người và đeo đuổi sự thánh khiết. Vì nếu không thánh khiết thì chẳng ai thấy được Chúa. Hãy cẩn trọng, kẻo có ai hụt mất ân điển của Đức Chúa Trời. Kẻo rễ đắng đâm ra, gây rối và làm ô uế nhiều người trong anh em chăng? Hãy coi chừng, chớ có ai gian dâm hoặc phàm tục như Ê-sâu, chỉ vì một món ăn mà bán quyền con trưởng. Thật vậy, anh em biết rằng về sau, ông muốn được chúc phước nhưng bị từ chối. Mặc dù ông khóc lóc cầu xin, cũng không còn cơ hội để thay đổi điều cha mình đã làm rồi. Đặc ân và trách nhiệm của tín hữu. Anh em không đến gần một hòn núi có thể đụng đến được, cũng không gần ngọn lửa hừng hoặc chỗ tối tăm, u ám hay cơn gió lốc, hoặc tiếng kèn vang hay tiếng nói mà ai nghe đều nài xin đừng tiếp tục nói với mình nữa, vì họ không chịu nổi lời phán này. Dù thú vật đến gần núi này cũng sẽ bị ném đá. Cảnh trạng đó rất kinh khiếp, đến nỗi Môi-se nói rằng: "Tôi kinh hãi và run rẩy, nhưng anh em đã đến gần núi Si-ôn, gần thành của Đức Chúa Trời hằng sống, tức là Jerusalem trên trời, gần muôn nghìn thiên sứ đang vây quần vui vẻ, gần hội thánh của những con trưởng được ghi tên trong các tầng trời. Anh em đến gần Đức Chúa Trời là đấng phán xét mọi người, gần các linh hồn người công chính được trọn lành, gần Đức Chúa Giê-xu, đấng trung gian của giao ước mới, tức là gần huyết rưới ra, là huyết tốt hơn huyết của A-bên vậy. Hãy cẩn trọng, đừng từ chối đấng phán với mình, vì nếu họ từ chối người truyền lời cảnh cáo ở dưới đất mà còn không tránh khỏi, huống chi chúng ta chống cự đấng truyền lời cảnh cáo từ trên trời, thì lại càng không thể tránh khỏi được. Tiếng đấng ấy bấy giờ rung chuyển quả đất, nhưng hiện nay phán rằng: "Còn một lần nữa, ta sẽ không làm rúng động đất thôi, mà còn làm rúng động cả trời nữa." Những chữ "còn một lần nữa" chứng tỏ các vật hay bị rung chuyển, tức là những vật đã được dựng nên sẽ bị loại bỏ để những vật không hề rung chuyển được tồn tại. Cho nên, vì chúng ta nhận được một vương quốc không hề rúng động, chúng ta hãy biết ơn và lấy lòng kính sợ mà phục vụ Đức Chúa Trời một cách vui lòng Ngài, vì Đức Chúa Trời chúng ta là ngọn lửa thiêu đốt. Sách Jeremy, chương 5. Tội lỗi của Jerusalem. Hãy đi rảo khắp các đường phố Jerusalem, quan sát và ghi nhận. Hãy tìm kiếm nơi các quảng trường. Nếu ngươi tìm được một người làm điều công chính, tìm sự chân thật, thì ta sẽ tha thứ cho cả thành. Dù chúng nói thật như Đức Giê-hô-va hằng sống, chúng cũng đã thề dối. Lạy Đức Giê-hô-va, mắt Ngài không đói xem sự chân thật sao? Ngài đánh chúng, nhưng chúng chẳng thấy đau buồn. Ngài tiêu diệt chúng, nhưng chúng không chịu sửa dạy. Chúng làm cho mặt mình cứng hơn đá,
không chịu trở về. Còn tôi nói, đây chỉ là những kẻ nghèo hèn ngu muội, vì chúng không biết đường lối của Đức Giê-hô-va, phán quyết của Đức Chúa Trời mình. Tôi sẽ đến gặp những người có thế lực và nói với họ, vì họ biết rõ đường lối của Đức Giê-hô-va, phán quyết của Đức Chúa Trời mình. Nhưng chính họ đã cùng nhau bẻ ách bứt dây. Vì vậy, sư tử trong rừng sẽ giết họ, chó sói từ hoang mạc sát hại họ, bèo sẽ rình rập bên ngoài thành của họ. Họ ra khỏi thành sẽ bị cắn xé, vì tội lỗi của họ rất nhiều, sự bội bạc của họ vô kể. Làm sao ta có thể tha thứ ngươi được? Các con trai ngươi đã lìa bỏ ta. Nhân danh các thần không phải là thần mà thề thốt, ta đã nuôi chúng no nê, mà chúng vẫn phạm tội tà dâm, tụ họp trong nhà gái mại dâm. Chúng như những con ngựa nuôi béo động cỡn, mỗi người bám theo vợ người lân cận mà hú hí. Ta sẽ không trừng phạt chúng về những tội đó sao? Một dân tộc như thế mà ta không báo thù sao? Đức Giê-hô-va phán vậy. Hãy leo vào các luống nho và tàn phá đi, nhưng đừng phá sạch. Hãy cắt bỏ các nhánh nó, vì chúng không thuộc về Đức Giê-hô-va. Vì cả nhà Israel và Giu-đa đều đã đối xử vô cùng bội bạc với ta. Đức Giê-hô-va phán vậy. Chúng đã chối bỏ Đức Giê-hô-va và nói, Ngài chẳng làm gì đâu, không có hoạn nạn nào giáng trên chúng ta, cũng chẳng có gươm đao, đói kém nào cả. Các nhà tiên tri chỉ như cơn gió thoảng, lời Chúa không ở trong họ, điều gì họ nói sẽ xảy đến cho họ thôi. Vì vậy, Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân phán, vì các ngươi đã nói những lời đó, này, ta sẽ khiến lời ta như lửa trong miệng ngươi, dân này sẽ như củi, và lửa ấy sẽ thiêu nuốt chúng. Đức Giê-hô-va phán, hỡi nhà Israel, ta sẽ đem một dân tộc từ phương xa đến chống lại ngươi. Đó là một dân tộc kiên cường, một dân tộc kỳ cựu, một dân tộc mà ngôn ngữ nó ngươi chẳng biết, chẳng hiểu chúng nói gì. Bao đựng tên của chúng như mồ mả mở toang, tất cả bọn chúng đều là những chiến binh hung bạo. Chúng sẽ ăn sạch mùa màng và lương thực ngươi, ăn con trai con gái ngươi, ăn sạch đàn chiên đàn bò ngươi, ăn cây nho và cây vả ngươi, dùng gươm hủy phá các thành kiên cố của ngươi mà ngươi hằng tin cậy. Đức Giê-hô-va phán, dù vậy, trong những ngày đó, ta sẽ không tận diệt các ngươi đâu. Khi dân chúng thắc mắc, tại sao Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta lại giáng mọi điều này trên chúng ta? Thì ngươi hãy nói với họ rằng, các ngươi đã lìa bỏ ta và phục vụ các thần ngoại ngay trong đất mình thế nào, thì các ngươi cũng sẽ phục vụ các dân ngoại trong xứ không thuộc về các ngươi thể ấy. Hãy loan báo tin này cho nhà Gia-cốp, công bố nó trong Giu-đa. Hãy lắng nghe, hỡi dân dại dột kém cỏi, có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe. Đức Giê-hô-va phán, các ngươi không kính sợ ta, không run rẩy trước mặt ta sao? Ta là đấng đã lấy cát làm ranh giới biển, một giới hạn vĩnh viễn không thể vượt qua. Sóng có động cũng không thắng được, biển có gầm thét cũng không tràn qua nổi. Nhưng lòng dân này mướng bỉnh và phản loạn, chúng tẻ tách và đi riêng, chúng chẳng bao giờ nói với lòng mình, chúng ta hãy kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời, đấng đã ban mưa đúng thì, mưa đầu mùa và mưa cuối mùa, và giữ cho chúng ta các tuần lễ nhất định cho mùa gặt. Sự gian ác các ngươi đã ngăn trở những điều này, tội lỗi các ngươi khiến các ngươi không được hưởng phước lành. Vì giữa dân ta có những kẻ ác, chúng rình rập như người bẫy chim, gây bẫy bắt người. Nhà chúng đầy ắp dối trá như lồng đầy chim, vì thế mà chúng trở nên giàu có và quyền thế. Chúng to lớn đẩy đà, tội ác chúng không bờ bến. Chúng không xét xử công minh để kẻ mồ côi được lợi, cũng chẳng bênh vực quyền lợi của người nghèo khó. Đức Giê-hô-va phán,
ta sẽ không trừng phạt chúng về những tội ấy sao? Một dân tộc như thế mà ta không báo thù sao? Trong đất này đã xảy ra một việc rùng rợn và kinh tởm. Các nhà tiên tri nói tiên tri dối, và các thầy tế lễ cai trị theo chỉ đạo của các nhà tiên tri ấy. Vậy mà dân ta lại ưa thích. Nhưng đến hồi kết cục, các ngươi sẽ làm gì? Chương 6. Jerusalem sẽ bị bao vây. Hỡi con cái Benjamin, hãy trốn khỏi Jerusalem để được an toàn. Hãy thổi kèn tại Thekoa, dương cờ hiệu trên Beth Hakerem, vì tai ương và sự tàn phá khủng khiếp từ phương Bắc đang ập đến. Ta sẽ tiêu diệt con cái Sion xinh đẹp yêu kiều. Những người chăn sẽ kéo đến đó cùng với bầy chiên mình, cấm lều dựng trại bao quanh thành. Mạnh ai nấy thả bầy ăn cỏ trên phần đất của mình. Hãy chuẩn bị chiến trận chống lại thành. Nào, chúng ta sẽ tấn công lúc đứng trưa. Nhưng khốn thay cho chúng ta, ngày đã xế, bóng chiều đã ngã dài. Nào, chúng ta hãy tấn công vào ban đêm, hủy diệt các lâu đài của nó. Vì Đức Giê-hô-va vạn quân phán, hãy đốn cây và đắp lũy để vây hãm Jerusalem. Đây là thành phải bị trừng phạt, vì giữa nó đầy dãy sự ức hiếp. Như giếng giữ cho nước mát thể nào, thì thành này cũng giữ gian ác mình thể ấy. Khắp thành chỉ nghe bạo hành và hủy phá, trước mặt ta chỉ thấy bệnh hoạn và thương tích. Hỡi Jerusalem, hãy nghe lời răn bảo, nếu không ta sẽ chán bỏ ngươi, làm cho ngươi hoang tàn, đất ngươi không người ở. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, chúng sẽ mót sạch dân còn sót lại của Israel như người ta mót nho. Hãy đưa tay ra hái một lần nữa như người hái nho mót trái xót trên cành. Tôi sẽ nói với ai và cảnh cáo người nào để họ nghe tôi? Này, tai họ chưa cắt bì nên không thể nghe được. Này, họ coi thường lời của Đức Giê-hô-va, chẳng thích thú chút nào. Vì thế, lòng tôi chứa đầy cơn giận của Đức Giê-hô-va, tôi không thể nín lặng. Hãy trút cơn giận đó trên trẻ con ngoài đường phố, trên đám thanh niên đang tụ tập, cả vợ lẫn chồng, cụ già và người lớn tuổi đều sẽ bị bắt. Nhà cửa, ruộng vườn cùng vợ con chúng sẽ sang qua tay kẻ khác, vì ta sẽ giơ tay ra chống lại dân cư đất này. Đức Giê-hô-va phán vậy. Vì từ người nhỏ nhất đến người lớn nhất, tất cả đều tham lợi bất chính. Từ nhà tiên tri đến thầy tế lễ đều sống giả dối. Chúng chữa vết thương dân ta cách sơ sài, rồi bảo bình an, mà không bình an chi hết. Chúng làm điều ghê tởm, đáng xấu hổ, nhưng chúng chẳng thấy xấu hổ, cũng chẳng biết hổ thẹn là gì. Vì vậy, chúng sẽ vấp ngã giữa những kẻ vấp ngã. Đến ngày ta trừng phạt, chúng sẽ ngã gục. Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va phán, hãy đứng bên các nẻo đường và nhìn xem. Hãy tìm hiểu những đường lối xa xưa, xem đâu là đường ngay nẻo chính và đi con đường ấy. Hãy tìm nơi an nghỉ cho linh hồn mình. Nhưng chúng đáp, chúng tôi không muốn đi con đường ấy. Ta đã lập người canh giữ các ngươi, hãy chú ý nghe tiếng kèn. Nhưng chúng nói, chúng tôi không chú ý đâu. Vì vậy, hỡi các nước hãy nghe, hỡi cả hội chúng hãy biết việc gì sẽ xảy đến cho chúng. Hỡi đất hãy nghe, ta sẽ đem tai họa đến trên dân này, tức là hậu quả từ các âm mưu của chúng, vì chúng chẳng chú ý đến lời ta và từ chối luật pháp ta. Ta cần gì nhũ hương đến từ Sê-ba hay hương xương bồ đến từ các vùng xa xôi? Tế lễ thiêu của các ngươi không đẹp lòng ta, các sinh tế của các ngươi cũng chẳng làm ta vui thích. Vì thế, Đức Giê-hô-va phán, này, ta sẽ đặt chướng ngại vật trước dân này, làm cho chúng vấp ngã, cả cha mẹ và con cái láng giềng và bạn hữu đều chết mất. Đức Giê-hô-va phán,
Này, một dân tộc đến từ phương Bắc, một cường quốc nổi lên từ tận cùng trái đất. Chúng nắm chặt cung và giáo, hùng hăng dữ tợn, không có lòng thương xót. Tiếng chúng thét lên như biển gào, chúng cưỡi ngựa, muôn người như một, sẵn sàng tấn công ngươi, hỡi con gái Sion. Nghe tin ấy, tay chân chúng tôi bủn rủn, nỗi kinh khiếp siết chặt chúng tôi, khiến chúng tôi quặn thắt như sản phụ chuyển dạ. Chớ ra ngoài đồng ruộng, đừng đi lại trên đường, vì kẻ thù mang gươm gieo kinh hoàng khắp chốn. Hỡi con gái dân ta, hãy quấn vải xô vào người và lăn trong tro bụi. Hãy khóc than như mất con trai một. Hãy than khóc thật đắng cay, vì kẻ tiêu diệt sẽ thình lình xông tới chúng ta. Ta đã lập con làm người thử nghiệm và đồn lũy giữa dân ta, để con nhận biết và thử nghiệm đường lối chúng. Tất cả bọn chúng đều ngang nghịch, đi phao vu khắp nơi, trơ như đồng, cứng như sắt. Chúng chỉ biết phá hoại, ống bể thổi mạnh, chì tan chảy trong lửa. Nhưng luyện đi luyện lại cũng vô ích, vì bọn gian ác chưa bị loại bỏ. Chúng phải bị gọi là bạc phế thải, vì Đức Giê-hô-va đã loại trừ chúng.